Kính thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do với nhà văn Dương Thu Hương, là một người đã sống dưới chế độ rất nhiều năm. Thưa bà, cách đây đã lâu, trong một bài viết bà có nói ngày 30 tháng 4 khi vào đến Sài Gòn, bà đã ngồi trên vỉa hè mà khóc. Nhân đây bà có thể giải thích về những giọt nước mắt ngày 30 tháng 4 là khi mà bà đến Sài Gòn không? Thì bà Dương Thu trả lời: Và miền Nam tôi khóc là vì sao? Là bởi vì tôi hiểu đạo quân chiến thắng ở miền Bắc phụ thuộc vào một chế độ ma rờ. Rất nhiều dân tộc văn minh bị tiêu diệt bởi một chế độ ma rờ hơn, bởi vì họ hung hãn hơn. Còn về phía thua cuộc là văn minh hơn về văn hóa, nhưng mà họ không có mạnh về phương diện quân sự. Thì cũng như là cái thua trận của người miền Nam được ông John McCain cho rằng là wrong side hay won, cái phía tôi đó, phía ta đó đã thắng, cũng như nhà báo Uwe Seemann Netto, người ba người Đức mà nổi tiếng trong cái cộng đồng người Việt này, cũng có câu nói tương tự. Thì chúng ta thấy rõ ràng là không phải cuộc chiến thắng nào cũng dành về phía công lý hay những người mà gọi là những người mà phe chính chính nghĩa là bao giờ cũng thắng. Cái lịch sử nó luôn luôn đi có những điều mà nghịch cảnh như vậy. Cho nên chúng ta công nhận rằng ngày nay với cái vấn đề mà tất cả những người Việt Nam đều sau cái ngày mà gọi là giải phóng đó đều muốn bỏ nước ra đi, mà bây giờ ngay những cụ trụ trụ cột triều đình của Bộ Chính trị cũng đã có người mua nhà mua cửa đem con đem cái ra ngoài này rồi, để chờ một ngày nào hạ cánh an toàn khi đất nước mà lệ thuộc về Trung Quốc thì họ cũng có cái lý của họ, và cái chế độ đó không còn cái những danh từ mỹ miều để ca tụng nữa, mà một cái sự thật rất là ai cũng phải thấy nhìn thấy được. Thành ra chúng ta hiểu rằng cái cuộc xâm lăng miền Nam năm 1930, ngày 30 tháng 4 1975 không phải là cuộc thống nhất đất nước. Thống nhất đất nước nhưng mà không thống nhất là lòng người. Lòng người bây giờ còn oán. Và ngay trong chế độ, ngay trong dân chúng, ngay miền Bắc bây giờ đều ồ ạt vào Nam. Họ thấy miền Nam là nơi mưa thuận gió hòa, mà có thể là nơi mà còn sót lại cái di tích, cái tính tình của con người miền Nam. Và cả bây giờ họ cảm thấy chế độ nào là chế độ tốt. Ngay những em học sinh, ngay những người mà đã bây giờ đã mang cái lá cờ biểu tượng cho một cái chế độ mà họ cho là có thời đại huy hoàng. Có một điều Ngọc Lan nhận thấy là càng lúc qua Facebook, qua các mạng xã hội thì mình thấy có nhiều người mà người trẻ ở tuổi 20, 30 họ lại đi quay lại tìm lại những cái nét xưa về những cái gì đó mà của trước năm 1975, và họ xem đó như giống như là một cái điều mà đã bị đánh mất rồi, và không biết đến bao giờ thì Sài Gòn lại được trả lại những cái điều đó, từ cả về cái vẻ đẹp của phố phường lẫn cái vẻ đẹp của lòng người, nó rất là nhiều thứ. Thưa quý vị, giải phóng có nghĩa rằng đem con người ta ra khỏi nô lệ, và họ không ngờ, người Bắc không ngờ là khi vào miền Nam, họ thấy miền Nam quá tự do. Nếu tự do, miền Nam có thể đọc sách các Mác Lênin, có thể nghe đài phát thanh Hà Nội, mà họ không bao giờ bị kìm kẹp bởi trong một cái, ngay như người miền Bắc không, những cuốn sách Việt Nam, những cái giá trị, những nhạc phẩm đều phải nghe lén. Và ngày vào miền Nam họ thấy đây là một cái xã hội về tự do, về văn hóa và con người. Chúng tôi chưa nói cái thực phẩm là vấn đề. Ví dụ họ vào mua được miếng thịt hay một được một cái áo, một cái radio hay một cái đồng hồ, cái đó chúng tôi cho là vật chất. Thì ngày nay Hà Nội đã có được những thứ như vậy, nhưng mà những thứ vấn đề tinh thần, vấn đề văn hóa thì chúng ta càng ngày thấy đạo lý càng ngày suy đồi, và những cái đó là cái mà miền Bắc không thể nào hôm nay có thể có được, mà miền Nam đã có. Và cái vấn đề miền Bắc đã vào để tiêu diệt tất cả những cái sự văn minh, sự văn hóa và đạo đức của miền Nam. Và bây giờ họ vẫn chèn ép và bắt bớ những người mà có khuynh hướng nghĩ tới miền Nam hay là muốn cải tổ cái chế độ cộng sản bây giờ. Những cái đó họ bây giờ họ gán ép là những cái hành động gọi là lật đổ chính phủ. Thì chúng ta bây giờ tôi hy vọng rằng lớp trẻ lên đây, lớn lên đây sẽ hiểu thế nào là chính nghĩa, thế nào là cái tốt đẹp của một xã hội như thế nào. Chúng tôi vẫn thường nhận được thư của các em ở Việt Nam gửi qua, các em mới cái tuổi với vào đại học,
thì bây giờ cái trí khôn và bây giờ cái truyền thông cái trên thế giới đã gọi là đã phổ biến rộng rãi thôi, thì không còn bức màn tre bưng màn sắt như ngày xưa nữa. Thì cho nên tôi nghĩ là mỗi người Việt Nam bây giờ đều có hiểu rõ cái chế độ mình đang sống chế độ thế nào, bằng chứng là họ đã bỏ nước ra đi bằng mọi giá, chấp nhận sự nguy hiểm, không khác gì câu chuyện vượt biển cách đây 42-43 năm. Có một điều khá thú vị đó là trong cách đây mấy tuần lễ thì Ngọc Lan có phỏng vấn một em ở trong nước được ra đây du học, đi bằng học bổng, tự em nó xin. Nhưng mà Ngọc Lan không có tiện nêu tên bởi vì vì cái sự an toàn. Thì em này có một cái sở thích là em đi du lịch rất là nhiều. Ở cái tuổi mới ngoài 20 mà em đã đi du lịch phải đếm từ mấy chục nước trở lên, cả châu Á, châu Phi, rất là nhiều cái. Thì trong cái lần gặp gỡ đó có những người hỏi em là em đi nhiều nước như vậy đó, thì những nơi mà em đã qua đó thì cái nơi nào mà đáng sợ nhất? Thì cái câu trả lời của em làm tất cả mọi người đều rất là ngỡ ngàng, đó là về Việt Nam là đáng sợ nhất. Thì cái điều đó, cái câu trả lời đó là cái gì? Thì Ngọc Lan nghĩ là trong mỗi người, trong lòng mỗi người đều ít nhiều có được cái sự mà giải thích đó. Thưa quý vị, như thưa Ngọc Lan, chúng tôi xin kết luận cái câu chuyện hôm nay bằng một cái đoạn văn của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Ông nói rằng trước 75 thì ông có người bác vô sinh sống Sài Gòn. Ông đó sau này là triệu phú. Thì trong cái lý lịch hồ sơ của ông bố của ông Nguyễn Quang Lập thì lại như những người đi Nam thì đều ghi vào là chết. Nhưng mà sau cái chết đó, sau 44 thì gia đình vào, gia đình ông Nguyễn Quang Lập là có 6 người đi theo cách mạng vào gặp ông bác giàu sang sung sướng, họ sung sướng quá. Và để đội lại 6 người cán bộ cộng sản khóc khi gặp người thân, thì cuối cùng cái gia đình Nguyễn Quang Lập đem về 20 cây vàng cho ông bố trả hết nợ nần và làm cái nhà ba gian hai trái. Ông nói ở đây là một cái cuộc đổi đời tuyệt vời và có lẽ một cuộc giải phóng tuyệt vời. Cảm ơn chú Huy Phương, cảm ơn sự theo dõi của quý vị đến với chương trình ngày hôm nay.